Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI lần thứ hai do Hàn Quốc và Anh đồng tổ chức có sự tham dự của lãnh đạo các nước G7 là Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản, cũng như Singapore và Australia. Cùng với đại diện từ Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Liên minh châu Âu EU. Cuộc họp cũng quy tụ lãnh đạo các ngành công nghệ, bao gồm tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae-yong, đại diện các công ty toàn cầu, bao gồm OpenAI, Google, Microsoft, Meta và Naver, nhà điều hành cổng thông tin hàng đầu Hàn Quốc. Sự kiện kéo dài 2 ngày đã thông qua tuyên bố Seoul. Các bên tham gia nêu rõ, an toàn, đổi mới và tính toàn diện của AI là những mục tiêu liên quan với nhau. Và việc đưa các ưu tiên này vào các cuộc thảo luận quốc tế về quản trị AI là rất quan trọng để giải quyết phạm vi rộng các cơ hội và thách thức mà việc thiết kế, phát triển, triển khai, sử dụng AI mang lại. Tuyên bố nhấn mạnh, chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của khả năng tương tác giữa các khuôn khổ quản trị AI theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro để tối đa hóa lợi ích và giải quyết nhiều rủi ro từ AI, nhằm đảm bảo thiết kế, phát triển, triển khai và sử dụng AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Đầu tiên, chúng ta phải đảm bảo sự an toàn của AI để giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó, cũng như bảo vệ sự thịnh vượng và dân chủ của xã hội chúng ta. Về vấn đề này, tôi hoan nghênh nỗ lực của các quốc gia hàng đầu như Anh và Mỹ trong việc thành lập các viện an toàn AI. Trước đó, ngày 17 tháng 5, Hội đồng châu Âu EC cũng đã thông qua Hiệp ước Toàn cầu đầu tiên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý liên quan tới các quy định quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Hiệp ước có tên gọi Công ước Khung về trí tuệ nhân tạo AI, đặt ra khung pháp lý đối với tất cả các giai đoạn trong quá trình phát triển và sử dụng các hệ thống AI, đồng thời giải quyết những rủi ro tiềm ẩn của AI và thúc đẩy sự đổi mới công nghệ một cách có trách nhiệm. Đây là kết quả 2 năm làm việc của một cơ quan liên chính phủ, quy tụ 46 quốc gia thành viên của EC, Liên minh châu Âu EU và 11 quốc gia không phải thành viên EU, trong đó có Mỹ. Dự kiến công ước khung về AI sẽ được ký kết tại thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 9 tới. Các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu EU cũng có thể tham gia hiệp ước này. Các cuộc thảo luận và nỗ lực để đảm bảo tính an toàn của AI diễn ra trong bối cảnh cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo không ngừng nóng lên trong thời gian gần đây. Tuần trước, nhà sáng tạo ChatGPT là OpenAI đã cho ra mắt một phiên bản AI mới có tên GPT-4o, có khả năng trò chuyện bằng giọng nói thực tế và có thể tương tác qua văn bản và hình ảnh. Động thái mới nhất của công ty nhằm dẫn đầu trong cuộc đua thống trị thị trường công nghệ mới nổi. Trong bản trình chiếu, ChatGPT thậm chí còn có thể cười khúc khích, thêm tính hài hước và tự điều chỉnh cách nói tùy theo nội dung. AI này dường như cũng có khả năng nắm bắt và cảm nhận được một số cách biểu đạt của con người. Giới chuyên gia đánh giá mô hình AI mới này giống con người một cách đáng ngạc nhiên. Không chịu thua kém, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã công bố cải tiến nhiều tính năng mới sử dụng AI hôm 15 tháng 5. Trong số loạt sản phẩm mới nhất của Google có bản nâng cấp của mô hình chatbot Gemini 1.5, được gọi là Flash, chạy nhanh hơn và rẻ hơn, hay một nguyên mẫu có tên là Project Astra, có thể nói chuyện với người dùng về bất cứ điều gì được chụp trên camera điện thoại thông minh của họ trong thời gian thực. Trong lĩnh vực sản xuất video, công ty này đã giới thiệu VO, một mô hình trí tuệ nhân tạo có thể tự dựng các đoạn clip có độ phân giải cao. Đối với lĩnh vực tìm kiếm của Google, sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh có thể tổng hợp thông tin và trả lời các câu hỏi phức tạp mà không có câu trả lời đơn giản nào trên web. Kể từ cuối tháng 4 đến nay, tập đoàn công nghệ Microsoft cũng liên tục công bố các khoản đầu tư lớn để phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo và xây dựng trung tâm dữ liệu tại nhiều quốc gia, bao gồm 4,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư ở Pháp, 1,7 tỷ đô la Mỹ ở Indonesia. Các tranh cãi về tính an toàn của AI đã xuất hiện từ lâu nhưng ngày càng trở nên gay gắt trước những tiến bộ không ngừng của công nghệ này. Một mặt AI mang lại nhiều tiện ích và cải tiến trong y tế, giáo dục và công nghiệp. Nhưng mặt khác, vẫn có những ý kiến lo ngại cho rằng AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, dẫn đến những hậu quả khó lường. Nhiều chuyên gia cấp cao cho rằng thế giới hiện chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những đột phá về trí tuệ nhân tạo, đồng thời cảnh báo rằng các chính phủ chưa đạt được đủ tiến bộ trong việc quản lý công nghệ. Theo một báo cáo học thuật có tiêu đề Quản lý rủi ro AI trong bối cảnh tiến bộ nhanh chóng, công bố hôm 20 tháng 5, một nhóm chuyên gia cấp cao
đã khuyến nghị các chính phủ đưa ra quy định cứng rắn hơn nếu công nghệ tiến bộ nhanh chóng. Các chuyên gia cho rằng, việc các công ty công nghệ chuyển sang hệ thống tự hành có thể khuếch đại ồ ạt tác động của AI và các chính phủ cần có các chế độ an toàn để kích hoạt hành động quản lý nếu sản phẩm đạt đến khả năng nhất định. Khuyến nghị trên được đưa ra bởi 25 chuyên gia công nghệ, trong đó có Geoffrey Hinton và Joshua Benjo, hai trong số ba nhà khoa học kỳ cựu đã giành được giải thưởng ACM Turing, giải thưởng khoa học máy tính tương đương với giải Nobel cho công trình của họ. Theo báo cáo trên, các hệ thống AI tiên tiến có thể giúp chữa bệnh và nâng cao mức sống của con người, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm xói mòn sự ổn định xã hội và tạo điều kiện cho xung đột. Chúng ta có thể sử dụng AI để cá nhân hóa giáo dục hoặc điều trị sức khỏe tâm thần. Điều đó có thể rất tốt, nhưng chúng ta phải cân nhắc đến những khả năng khác, phải chắc chắn rằng AI không làm điều gì đó có thể gây hại. Vì vậy, chúng ta cần có một khuôn khổ phân tích cho vấn đề này. Chẳng hạn, nếu bạn dùng AI để sàng lọc cho những đối tượng khủng bố, thì cơ sở cho việc đó là gì? AI sẽ xác định những kẻ khủng bố tiềm năng, hay nó sẽ làm điều gì khác và gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ địa chiến lược và sự gắn kết xã hội. Việc hướng tới phát triển các hệ thống tự hành còn đặt ra mối đe dọa lớn hơn. Ngày càng nhiều công ty chuyển trọng tâm sang phát triển các hệ thống AI tổng quát có thể tự động hành động và theo đuổi các mục tiêu. Việc tăng cường khả năng và quyền tự chủ có thể sớm khuếch đại mạnh mẽ tác động của AI. Với những rủi ro bao gồm tác động xã hội quy mô lớn, việc sử dụng AI sai cách và sự mất kiểm soát không thể khắc phục của con người đối với các hệ thống AI tự vận hành. Nhân loại đã gặp phải những thách thức khi chúng ta có những công nghệ mạnh mẽ. Tôi tin rằng AI cũng vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ và tìm cách phát huy lợi ích của nó. Dù còn nhiều lo ngại về những rủi ro và những nguy cơ mà AI có thể gây ra, nhưng không thể phủ nhận vai trò và sự hữu ích ngày càng tăng của AI trong cuộc sống hiện đại. Từ việc sáng tạo bối cảnh trường quay cho các bộ phim truyền hình, hay những việc như nấu nướng, dọn dẹp trong gia đình. Giờ đây, tất cả đều có thể hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của AI. Queen of Tears, tựa đề tiếng Việt là Nữ hoàng nước mắt, là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám nhất trong thời gian gần đây. Bộ phim ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất trên kênh truyền hình TVN của Hàn Quốc, đồng thời lọt vào danh sách top 10 loạt phim không phải tiếng Anh hot nhất toàn cầu trên Netflix trong 8 tuần liên tiếp. Bên cạnh chuyện tình của cặp đôi chính, bộ phim đã để lại ấn tượng cho khán giả với những cảnh quay đẹp và lãng mạn. Trong đó đáng chú ý là cảnh quay trong khu rừng tuyết rơi. Vì không thể tìm thấy địa điểm theo đúng yêu cầu ở ngoài đời thực, nhà sản xuất CG Entertainment and Media đã sử dụng AI để tái hiện không gian này một cách sống động. Không có tuyết khi chúng tôi quay phim. Vì vậy, đoàn làm phim đã tính đến chuyện ra nước ngoài để quay cảnh đó. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, chúng tôi đã tạo ra bối cảnh này bằng công nghệ AI. Con người gần như không thể tạo ra những cảnh cây phức tạp này, ngay cả đối với một chuyên gia thiết kế được đào tạo bài bản. CG Entertainment and Media đã sử dụng AI để xây dựng trường quay ảo từ năm 2022. Trường quay này đã được trang bị nhiều màn hình, bao gồm một màn hình cong LED quy mô lớn có đường kính 20m và chiều cao 7m. Thông thường, các diễn viên có thể diễn xuất trên phông nền xanh, sau đó sử dụng kỹ xảo tạo bối cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, việc này khiến các diễn viên khó tưởng tượng bối cảnh và có những hạn chế nhất định. Trường quay ảo với công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tái hiện hình ảnh theo diễn biến thực tế. Nhờ đó, các diễn viên có thể dễ dàng nhập vai và thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên hơn. Công nghệ này cũng đồng thời giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí sản xuất. Không chỉ Queen of Tears, khoảng 50 tác phẩm khác, bao gồm giải thưởng âm nhạc K-pop AMA Awards, các chương trình giải trí và nhiều phim truyền hình dài tập đã được ghi hình ở trường quay ảo trên. Số lượng phim được sản xuất tại trường quay công nghệ cao dự kiến sẽ tiếp tục tăng vọt trong năm nay. Nếu bạn không thích đổ rác hoặc làm việc nhà, thì robot tích hợp AI có thể thay bạn làm việc đó hoặc bất kỳ nhiệm vụ nào khác mà bạn có thể nghĩ ra. Công ty công nghệ có trụ sở tại Đức Neura Robotics đang phát triển một robot hình người có tên gọi là 4NE1, được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Robot này có thể thực hiện những công việc nội trợ hàng ngày của con người. Đây có thể là những nhiệm vụ ngẫu nhiên theo yêu cầu của người dùng, chứ không phải được lập trình sẵn. Robot này có thể đổ rác và có thể làm những việc chúng ta không thích làm, như vẽ tranh, viết những câu chuyện, làm phim hay bất cứ điều gì. Đây là điều mà mọi người đều muốn làm, nhưng chúng ta không có thời gian làm việc đó.
Hiện tại, robot 4NM1 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của Neura Robotics kỳ vọng các robot có hình dáng giống như con người này có thể xuất hiện trên đường phố trong vòng 5 đến 10 năm tới, thực sự phục vụ cho cuộc sống của con người. Việc phát triển AI an toàn là vô cùng quan trọng để đảm bảo rằng công nghệ này được sử dụng vì lợi ích của nhân loại, tránh những hậu quả tiêu cực như xâm phạm quyền riêng tư, tấn công mạng hay thay thế lao động hàng loạt. Để đạt được những điều này, các khung pháp lý rõ ràng và chặt chẽ là rất cần thiết. Những quy định này không chỉ giúp định hướng cho các nhà phát triển và các công ty công nghệ, mà còn bảo vệ người dùng và xã hội khỏi các rủi ro tiềm tàng, thúc đẩy sự minh bạch và đạo đức trong việc phát triển và ứng dụng AI, tạo nền tảng cho một tương lai an toàn và bền vững. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.